Hai, xin chào các em nha. Hôm nay chúng ta cùng nhau để vẽ một hình khối Rubik cho các em nha. Rồi, em thấy chúng ta đã vẽ xong hình của một khối Rubik của các em nhé. Đây là món đồ chơi mà được rất là nhiều các bé yêu thích. Rồi, sau đây chúng ta sẽ cùng tô màu cái khối. Đó, như các em thấy thì chúng ta đã vừa vẽ và tô xong hình của một khối Rubik cho các em nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau để vẽ và tô màu một số hình khối các em nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ đó là hình tam giác. Đó, hình tam giác này, hình vuông. Tròn. Ở dưới này thì chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật nhé.
Cuối cùng thì chúng ta sẽ vẽ một hình trái tim. Và em thấy chúng ta đã vẽ xong một số hình khối cơ bản nhé. Chúng ta sẽ tô đậm lại các nét và sau đó chúng ta sẽ tô màu nhé. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng để tô màu. Chúng ta sẽ lựa chọn các cái màu sắc khác nhau các em nhé. Đầu tiên hình tam giác chúng ta sẽ tô màu xanh lá cây. Tiếp theo hình vuông chúng ta sẽ lựa chọn màu cam các em nhé. Hình vuông chúng ta sẽ tô màu cam. Hình tròn chúng ta sẽ tô màu đỏ các em nhé. Hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì chúng ta sẽ tô màu vàng. Đó, hình chữ nhật chúng ta tô màu vàng. Cuối cùng đó là hình trái tim. Trái tim thì chúng ta sẽ tô màu hồng các em nhé. Và như vậy thì các em thấy chúng ta đã vừa vẽ xong một số các hình khối cơ bản. Đó là hình tam giác này, hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật và hình trái tim các em nhé. Video vẽ và tô màu của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong các video lần sau.